chị xài mỹ phẩm gì mà da chị sáng và đẹp quá vậy? Không phải nhờ mỹ phẩm đâu, mà chị có bí quyết. Bí quyết nào chị em với? Đợi chị xíu nha. Đây nè, nước yến nha đam đường phèn yến Việt có thành phần tổ yến thật với nha đam tươi, lại được nấu từ đường phèn nên rất tốt cho da. Chị uống được một thời gian thì thấy da sáng hơn, với cơ thể khỏe hơn nữa. Loại này có mắc không chị? So với tiền mỹ phẩm thì có đáng là gì, chỉ có 12.000 đồng một chai thôi. À, bữa nay mới ra thêm dạng lon, giá cũng nhiêu đó à, mà nhìn sang, bắt mắt lại tiện lợi lắm nè. Có bí quyết mà chị không chị em nha.